Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Hôm nay thì đầu tuần mình lại cập nhật cái lô xe mới về. Rồi những cái dòng xe mà phân khối lớn cho anh em ở đây này, mình có tháo mới về nhiều lắm. Chất ngàn này, con này cũng bán này. Có mấy con mới về thì bán luôn. Thì đồng hành giới thiệu vào trong này thì có anh Phong sẽ hỗ trợ giới thiệu. Mình Phong ạ. Xin chào tất cả anh em nha. Đây mình quay trước mấy chiếc mới về thì có hai chiếc thôi. Demon này cũng lên đường này nè. Ồ, mới về con này nữa. Zoza Enfield Classic 500. Đẹp. Con này là 2018 mà đi có ngàn cây. Mẫu này hơi đẹp nha anh em. Mấy chú nào mà đam mê biển số Đà Nẵng thì anh em sang tên thì đâu cũng chỉ đóng có 1% thuế thôi. Đó. Cứ cao tầm 1m6 là đi ok. Là đi được nó rồi. Thế xanh à? Bô thì có móc nhẹ. No. Con này thì cho anh em 79 triệu. 79 triệu. Với cái dòng Zoza Enfield này thì vẫn còn hai chiếc ở trong này. Một chiếc Classic 500 biển 61, con này thì đi 7.000 cây 2018 và mình đang bán ở cái mức giá là 75. Còn con bên trong kia thì 350 biển Nha Trang. Con đấy thì đang có giá là 65. Đây, mấy con mới về bên này nữa này, thấy beo này. Beo cũng mới về rồi đây nữa. Toàn nữa. Z300 này mới về. Chiếc này mang biển số 43 của Đà Nẵng. Bán anh em trải nghiệm vừa sang tên xong xuôi, trải nghiệm được ít bữa lại bán lại. Trước này như nó còn nhớ là biển Sài Gòn. Con này giá thì nó chỉ có 60 thôi. Đi 20.000 cây. Bộ zin nối liền đầy đủ. Xe thì khá đẹp, 2018 nha. Ok. Anh rồi. Em hỏi rất nhiều, hôm nay nó mới có hàng. Bên này con Beo 300 à? Beo 300. Con này làm lại đẹp, đẹp chứ. Con này nó ốp mỏ cày à? Ốp mỏ cày, ốp đèn, đèn, mũ, cảng. Ốp bình xăng nữa. Ốp bình xăng, túi da, ba ga, bô. Nói chung đồ chơi thì nhiều lắm. Con này đi 15.000 cây. Con này để cho anh em mức giá nó chỉ có 82 thôi. 82. Mức giá rất bình dân. Rồi, con này. Con bên này thì nó đi có 5.000 cây nên là giá nó khá cao, nó đến 90. Đồ chơi của nó thì cũng vô vàn. Nói chung hai con này con nào cũng nhiều đồ chơi hết. Một con 90 đi được 5.000 và một con là đi được 15.000 thì giá nó là 82. Đấy. Rồi, ở đây thì mình có thêm những cái dòng dáng cổ điển như dòng Vulcan 650. Vulcan 650, chiếc này chiếc rẻ nhất này, 2016. Bao rẻ nhất thị trường, giá nó chỉ có 114 củ thôi. 114. Xe đi được 12.000 cây nhé. 12.000 cây. Rồi, bán này. Còn bên đây thì nó là biển số 60 Đồng Nai, nó là xe 2020. Đi được 11.000. Chiếc này thì đang có mức giá là 160 củ. Con này có độ bô này. Ba ga sau với lại cảng chống độ trước. Rồi, đây nữa. Ok, tiếp tục con Vulcan này. Chiếc này thì nó là 2016 mà đi nó mới có 1.000 cây thôi. Thì đang có giá là 144 triệu. 144 triệu. Rồi. Rồi, còn bên này. Bên này. Còn bên này thì biển 95 Hậu Giang đi 10.000 cây. Và mình đang bán là 125. Đấy. Còn 4 con Vulcan, giá thì nó cực mềm. Rồi, ở đây thì có Honda ADV. ADV này thì nó là xe 2022 biển Cà Mau. Đấy thì chiếc này mình đang bán ở mức giá là 63 triệu. 63. Đúng không? Rồi. Con này là CB 500X này anh em, 500X 2018. Đi được 33.000 cây. Chiếc này mang biển số của cái anh Sài Gòn. Đồ chơi cũng rất nhiều và giá nó là 120. Em để mấy cái đó cho mấy đứa làm đi Trọng ơi. Em đi làm việc khác cho anh đi. Rồi. Con này là Ninja 650.
hết bình. Nó là xe 2021 biển Sài Gòn, con này chạy 14.000 cây. Chiếc này thì mình đang bán là 120 triệu. Đây nữa. Rồi, chiếc này nó cũng là 2021 biển số Gia Lai. Con này thì mình đã rút sẵn hồ sơ rồi. Anh em là chỉ về sang tên thôi. Và nó đi được là 10.000, cũng đang có mức giá là 120. Tiếp tục. Con này có CB300R này anh em. CB300 thì có một chiếc. Chiếc này nó là biển 62 của Long An. Xe thì nó đi được là 600 cây, xe 2022. Và mình đang bán ở mức giá là 92 triệu. 92. Và con này thì siêu mới rồi anh em. Z4. Rồi, Z4 này thì nó là 2022 và con này thì nó đi được là 20.000. Đấy, 20.000. Chiếc này có lên bô, lên chống đổ và hiện tại đang có mức giá là 85. Mình đã rút sẵn hồ sơ rồi. Rồi, MT03. MT03. MT03 này thì nó là 2017 và hiện tại đang có mức giá là 57 triệu. 57. Rồi, con này KTM RC390, con này xe tồn là xe mới nha anh em. Xe mới chưa lăn bánh và mình đang bán ở mức giá là 85 triệu. Bao VAT, nó sản xuất năm 2019 nha. 2019. Rồi, rồi, bên này CF Moto xe 2022. Chiếc này bữa nay xả tiếp cho anh em. Xả tiếp cho anh em xuống còn 54 triệu. Đầu tiên là bao nhiêu? 60 xuống còn 54 đúng không? 57. Xong bây còn 54. Giảm 6 triệu cho anh em ha. Mình thấy tự nhiên anh em có hỏi dòng này nhưng mà lại hỏi phân khối khác. Phân khối lại lớn hơn. Còn bên bán chưa? Còn bên thì anh em đặt cọc. À. Ok. Đây. Bên này Ninja thì có 4. Ninja 4 à? Ninja 4 thì hiện tại mình đang còn tổng cộng là 5 chiếc. Chiếc đầu tiên màu xanh này nó mang biển số 86. Xe đi được 28.000 cây. Và chiếc này đang có mức giá là 80 triệu. 80. Rồi, con màu xám à? Màu xám, biển số của Đà Nẵng. Con này thì nó đi mới có hơn 5.000 cây thôi. Xe 2022 và mình đang bán ở mức giá là 93 triệu. 93. Rồi, con màu này. Màu đỏ này là 2019. Đi 11.000 cây. Con này mang biển Sài Gòn và sẽ để cho nhà mức giá là 84 triệu. 84. Tiếp tục con này. Màu xám 2019. Con này biển số 66 đi hơn 20.000 một tí. Đang có mức giá là 83. Con bên này thì đi có 10.000 thôi. Đang có mức giá 87. Cũng là 29. 87. Con này mới về mà bán à? Con này được anh em ở Buôn Mê Thuật mua rồi. Rồi, rồi. Ở đây có CB650R. CB650R xe 2021 đi được 3.700 cây. Thì sẽ để cho anh em mức giá là 189 triệu. Rồi, tiếp tục CB650R biển số 67 nữa. Biển 67 này thì nó là xe 2020. Và chiếc này sẽ để cho anh em ở mức giá là 169. Xe đi được 14.000 cây, còn bọc keo nguyên con. Đấy. Rồi, con này thì con này bán à? Con này bán rồi. Mới về con này à? Con này Z1000, con này biển số 43 này. Biển số 43 Đà Nẵng hôm bữa nó là màu xám như kìa. Anh em mua con này nhưng mà là về dán đề can ấy, rồi dọn dẹp sơ sơ rồi lại quay lên đổi sang chiếc màu cam mới về sau. Đổi chiếc màu cam. Anh em thích màu cam hơn. Đấy. Hiếu Bình. Rồi đi 20 mấy ngàn, gần 30.000. Giá 160. 160. Rồi, con bên này, biển số 43. Chiếc này thì nó là 2016, đi được khoảng 30.000. Và chiếc này thì mình đang bán ở mức giá là 175. 175 triệu. Rồi, tiếp tục Z1000 2018. Xanh đen.
Con này thì đồ chơi khá nhiều, có bô bọng rồi là bảo vệ lốc máy, chống đổ, đèn trợ sáng đầy đủ ấy. Chiếc này thì mình đang bán là 220 triệu. Còn còn phía ngoài kia thì đi mới có 2000 mấy cây thôi. Ngoài biển số 43 này anh em. Mấy cái biển 43 này anh em sang tên toàn quốc đóng 1% thuế hết nhé. Con này đi mới có 2400 cây. Đăng ký lần đầu 2021. Và hiện tại thì mình đang bán ở cái mức giá là 270 triệu. 270 rồi. Mấy cái này là hôm trước là giảm nhiều ta? 9 triệu luôn. Con này giảm 9. Con kia cũng giảm 9 luôn. Rồi con này thì Dream Trident 660. Chiếc này nó là 2024 và đi được hơn 2000 cây. Hiện tại thì mình đang bán ở mức giá là 196 triệu. 196 nha anh em. Rồi KTM RC390 nè. RC390 xe 2023 đi có hơn 1000 cây thôi. Nó là form mới nha. Đó, form mới. Còn cái con mà lúc nãy mà xe tồn á, xe tồn nó là form 2019. Con này là form mới nhất. Okay. Chiếc này hiện tại mình đang bán là 105. 105. CBR 650 này anh em. Có hai chiếc đen và đỏ. Chiếc màu đen này nó mang biển Đồng Tháp và nó là đăng ký lần đầu 2021, đi được 10.000 cây và hiện tại mình đang bán là 169 triệu. Okay. Còn kế bên kia thì nó mang biển số của Sài Gòn. Chiếc này thì đi được là 15.000 cây và hiện tại mình đang bán là 160. Tiếp tục con bên này. Bên thì nó là cặp CBR 500. Con màu đen này biển 93 của Bình Phước và chiếc này thì đi được 17.000 cây. Hiện tại mình đang giảm xuống chỉ còn 90 triệu. 90. 90. Rồi, bên này. Con bên đây thì nó mang biển số của cái anh Đồng Nai và đã có sẵn hồ sơ. Xe 2020 và đi được có hơn 2.000 cây thôi. Mình đang bán ở mức giá là 96. Thì trong cái video như này số lượng đầu xe nó khá nhiều, mình cũng chỉ là điểm danh. Anh em cần chi tiết hơn, anh em cứ nhắn tin qua cho mình qua số điện thoại là 092770 và 48. Địa chỉ 64 Nguyễn Tri Phương, Di An, Bình Dương. Rồi, rất cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào video sau. Ok.